Nhà vợ chồng mình xin chào quý cô bác anh chị và các bạn yêu kênh trên cả nước nhé. Em giới thiệu với mọi người hiện tại cây bồ kết bên em đã có cây giống cây ghép nhé. Cây ghép từ cây bố mẹ đã cho thu quả rồi. Đấy. Thì như tất cả mọi người đã biết đấy thì đa phần ấy, cây bồ kết từ trước đến nay mọi người thường lấy hạt gieo, đấy, lấy hạt để gieo ra cây. Thì những cái cây gieo từ hạt đấy nó rất là lâu ra quả. Đấy. Chính vì thế mà bây giờ bên em đã bắt đầu chọn tạo và ghép để nhân giống cây bồ kết giống nhanh ra quả nhá. Đây là giống bồ kết sai quả. Đấy. Trên thị trường người ta gọi giống này là giống cao sản đấy. Được ghép trên gốc bồ kết gieo hạt. Đấy. Được ghép từ giống bồ kết gieo hạt nhé, nên là gốc rất là khỏe. Cây bồ kết thì rất là ít sâu bệnh. Đấy. Rất ít sâu bệnh. Đây là mắt ghép của nó này. Các bác có thể thấy là cái phần mắt ghép này. Đấy. Bên em chọn mắt ghép và gốc ghép nó khá là tương đồng nhau. Đấy, khá là tương đồng đồng đều. Để làm sao để cho cái tỷ lệ đậu nó cao nhất cũng như là nó nhanh liền này, thế là nhanh liền này. Đấy, thứ hai là nó phát triển đồng đều, cây nó phát triển đồng đều. Về sau này cái chỗ này nó sẽ không bị sẹo, không bị phình. Đấy. Lá của cây bồ kết, lá của cái mầm ghép ấy, nó cũng khác với lá của mầm gốc nha các bác nhé. Đây, có thể so sánh cho các bác xem. Đây là lá của cái cây bồ kết gieo hạt này. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái cây mầm ghép. Đấy. Và cái mầm ghép này thì là nó ít gai. Đấy, cái bồ kết mầm ghép này rất ít gai, giống này giống ít gai nhé các bác nhé. Đấy. Hiện nay thì cái bồ kết, quả bồ kết ấy được khá là được thị trường ưa chuộng. Đấy, làm dược liệu, làm hương. Nói chung là có rất là nhiều công dụng. Đấy, thì cũng để phục vụ cái nhu cầu thị trường cây bồ kết, quả bồ kết. Thì bên em cung cấp ra cái dòng cây giống bồ kết ghép để cho nó nhanh ra quả. Đầu tư cho để các bác nông dân khi mà đầu tư ra nó sẽ nhanh được thu. Đấy, thứ nhất là nhanh thu hồi vốn, thứ hai là đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn là với cái cây bồ kết gieo hạt. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà trồng cây bồ kết, cây ghép dòng siêu quả hay trên thị trường gọi là dòng cao sản đấy thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé. Đấy, số liên hệ là 034 844 8145. Số em có cả Zalo, các bác thể kết nối Zalo với em nhé. Đấy. Kết nối Zalo để trao đổi trực tiếp luôn. Đấy. Mầm ghép không hề có gai này, các bác nhìn thấy không? Đấy, nó khác hoàn toàn với lại cây hạt. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Xin chào, hẹn lại mọi người video sau.